Bây giờ là tới phiên làm bắt các bạn thành viên sẽ thực tập công việc của mình sau những cái gì mình đã được training qua. Thì có hai phòng các bạn phải làm, và các bạn chia ra làm hai nhóm, một nhóm nam và một nhóm nữ. Mấy bạn nhóm nam sẽ làm cho phòng cho mấy bạn nhóm nữ, và ngược lại bạn nữ sẽ làm phòng cho bạn nhóm nam. Chúng ta sẽ được chạy lên tàu để sắp xếp lại cái bra đồ á chị. Phải để không để giống như là khu một một nắng hay đúng rồi em riêng, đúng không chị? Thì em vô dạ. Nam á, mình mới vô mình làm phòng, ví dụ như nhân viên nam làm phòng thì dạ, mình vô phòng phải rồi. Như vậy thôi, mình phải thấy được cái tính cách của mọi người đúng rồi chị. Dù ở dơ sao là đúng nó rồi. Hiện ra liền. Còn nhớ hôm trước vì bận việc nên Phong đã phải tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại sau một ngày. Cho nên hôm nay khi trời còn chưa sáng, Phong đã có mặt. Tuy nhiên, trái với mong đợi của Phong, chẳng có ai ra đón anh chàng cả. Út mình như heo đi chạy. Nhà bất ngờ thiếu gì chạy. Trời, đáng lý ra hai anh lớn hai anh phải nhường cho em nhỏ nó nằm ở trên đó đó. Em cũng nhỏ nhất trong đám. Vô đi. Đi đâu? Dạ, chào anh. Trời, em đứng ở dưới á, em rất là mong sự hiện diện của anh luôn á. Nhưng mà em biết là anh có tuổi rồi á. Thôi anh ngủ không sao. Phong cũng lấy làm tiếc là khi mà đến là xong anh em rồi này nọ ngủ hết trơn, như là người ta tiếp đón mình một cách trân trọng á, nên là Phong cảm ơn mấy anh rất nhiều. Một buổi sáng thật thư giãn và lành mạnh với bài tập ngồi thiền của cô giáo Ngân. Cùng bài tập võ của thầy giáo Phong. Hất chân. Một. Dễ. Đồng ngoài. Hai. Đồng ngoài. Ba. Chị mới gặp lại Phong sáng nay nên các thành viên rất muốn tìm hiểu thêm về anh chàng. Ok, anh sẽ review lại câu chuyện hôm qua. Dạ, vấn đề là hôm qua thì mọi người tâm sự với nhau, nói về bản thân, nói về câu chuyện tình yêu của bản thân một cách chân thành, sâu sắc. Và... chân thành thiệt không? Trời ơi, hôm qua tôi muốn mém khóc đó. Trời ơi, anh khóc quá thì khóc, hôm qua muốn tin coi lại coi. Anh là người khóc nhiều nhất. Nói thì ít nhưng mà khóc thì nhiều. Hôm qua nói ít lắm, nói xịt à. Về cái câu chuyện của em á, là thực chất là Phong đã có một cái tài năng là võ taekwondo, thì nó cũng giống như là một cái quãng thanh xuân của Phong vậy. Thay vì mọi người dành thời gian đó cho cái việc học rồi có thể là làm thêm những cái khác, còn đối với Phong là từ nhỏ, từ năm 7 tuổi thì Phong đã tập taekwondo rồi. Khoảng 5 năm về trước thì Phong có quen một người bạn gái. Nói chung là thực chất 5 năm về trước, đúng rồi. Và Phong quen bạn gái đó và có ý định là mình sẽ tiến xa hơn và đi đến hôn nhân nữa. Thực chất là không thành, tại vì lúc đó Phong chưa có sự nghiệp. Phong đánh một cái giải quan trọng là giải quân sự thế giới tổ chức tại Iran. Nhưng mà là ý là gia đình bên bạn đó cũng muốn là Phong qua để gặp này nọ, nhưng mà thầy thì không cho. Thế thì là Phong phải năn nỉ bên gia đình bạn đó là phải xong thi hết này nọ về gặp. Nhưng mà với một cái khoảng cách rất là xa, Phong nghĩ là Phong không có đủ thời gian mà để cho người mình thương, nên là Phong tạm gác lại cái chuyện đó và tập trung vào cái sự nghiệp của mình.
Vậy đó là 5 năm trước. Rồi từ đó 5 năm là... Vậy là có một mối tình đó thôi hả? Đúng rồi. Là Phong thậm chí là tập trung vào sự nghiệp thể thao hết. Là mở mắt ra gì là đi tập. Trưa tập, chiều tập, về thậm chí là thời gian không có để cho cái việc mà nhắn tin nữa. Nhiều khi mà nhắn tin á thì là... Rồi bây giờ có một... thời gian chưa? Giờ cũng có thời gian chút chút rồi đúng không? Bây giờ là chính thức đã có thời gian chính thức rồi. Có thời gian chính thức rồi, đã có thời gian rồi. Đối với bản thân em không thích một con gái nóng tính. Em thích là nó cá tính và nó quậy. Quậy là sao? Quậy không phải là tới mùa giật cô hồn gì cô hồn không có. Anh hiểu không? Ý là nó quậy là theo cái nét riêng. Tôi có thể tinh nghịch. Tôi có thể quậy phá gì 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 đó thôi. Vậy thì anh hỏi cái là cái nét tinh nghịch của em á là trong bốn bạn nữ ngày hôm nay có cái nét tinh nghịch mà em thích không? Có. Ai? Ủa tại sao anh hỏi ngay lúc này? Em khai thác em. Anh có quyền khai thác em. Em kêu mọi người cứ khai thác tôi thì bây giờ anh khai thác em. Nhưng mà em nghĩ cái đó là vẫn là một cái ẩn số. Ẩn số gì? Bây giờ ẩn số gì? Bây giờ không có ẩn số gì ở đây hết á. Bây giờ tôi... Ngày hôm qua em cũng phải... Ngày hôm qua mọi người yên cho... đến nỗi bạn này. Bạn này là... Vẫn phải khai luôn. Bọn chúng ta là khai thác hết mọi thứ. Thực chất á, em á là một người ít, rất là ít nói. Hồi nãy giờ em nói rồi. Không anh. Có, không có nha. Em nói quá, từ khi em xuất hiện. Từ khi em xuất hiện là em chiếm sóng luôn, em có biết nghe không? Nghe không nha. Em là một người rất là ít nói, khi đến với chương trình này em phải nói. Anh hiểu không? Vậy thì cái ít nói là em được nói. Rồi bây giờ gu ai? Không, em. Thôi được rồi, cái chuyện nói nhiều với hai người phân biệt sau đi nha. Rồi bây giờ tóm lại con quay lại về câu hỏi đi. Em là một người rất nói quay mà khi... Từ từ. Khi mà một người dồn ép em quá, em biểu hiện hành động là em đứng, em đi ra ngoài. Đâu có dồn ép khi em. Khi nào mọi người nguội lạnh thì em mới đi vô. Nãy giờ ai dồn quay ép em? Hả? Ai dồn ép em? Mình cho qua câu hỏi đi nha. Đó là hôm qua mọi người đang khai thác đây luôn á. Dạ. Ai cũng bị khai thác hết rồi. Nhưng mà tại sao anh lại hỏi vậy? Mọi người phải follow nhau chứ. Em ngại. Ngại gì? Hôm qua mọi người đâu có ngại đâu. Ai cũng chỉ bắt cặp hết rồi đó. Còn mình em chưa đó. Bởi người ta biết, người ta phân nè. Rồi giống đi chợ mua cá nha. Anh chỉ. Không, cá là chỉ mà phải trả giá. Còn này không cần trả giá. Dạ. Ok. Ai? Anh nói hợp lý, em trả lời. Theo em á thì là... Nhưng mà nếu nói đúng người đó thì người đó rụt rịch nha. Nói tôi cái tôi té xỉu. Nói tôi cái tôi té xỉu. Có nha. Trời ơi. Nam mô. Tại cái đó là anh bị ngứa, anh bị nhột á. Anh bị ngứa lát mông hay gì đó thì anh gãi thôi. Thực chất là cái người đó nó cũng lanh. Không phải lanh chanh nha. Khắc điểm không? Không. Chưa em không nói à. Thôi người đó hơi lanh nha. Cũng hơi hoạt ngôn. Thì đó là cái kiểu người em thích. Tóc dài hay tóc ngắn? Bạn đó có tóc. Tại vì biết sao không? Em là một người rất là thích cho người khác tò mò. Em ơi, em là một người rất là thú vị. Rồi mong muốn của em. Mong muốn của em đến với chưa mọi thứ. Cảm ơn câu hỏi của anh. Mong muốn của em khi đến với chương trình này á là tìm được một nửa thật sự cho riêng mình. Cái thật sự ở đây là phải nghiêm túc nha. Em lúc đầu cũng phải nghiêm túc nha. Mà cà rỡn là em không có chịu. Em nghiêm túc rồi, em phải kiếm người cà rỡn. Cà rỡn vừa thôi. Em phải kiếm người cà rỡn với em nghiêm túc. Hai đứa nghiêm túc rồi. Đúng rồi. Nè đi vô văn phòng thẩm định. Hôm nay rồi đại khái. Trời ơi, anh đang ngủ. Em ngủ quá, anh đang nói chuyện với bạn đó. Em đâu nói chuyện với anh. Mà tại em bức xúc tìm bạn. Trời ơi, thật tinh nghịch đó. Có nét tinh nghịch rồi đó. Thì ra cả lắm. Anh Duy á, ảnh là một cái người hay nói. Người ta thường nói là tâm Phật khẩu xà. Người thì nói nhiều á, nhưng mà ở trong tâm người ta không có gì hết. Anh Duy là có một lối sống nội tâm. Anh buồn rất nhiều thứ. Có thể là từ chuyện gia đình, từ chuyện người yêu, tức tần tật công việc mọi thứ. Nhưng anh không hề nói ra. Anh không tỏ ra bên ngoài. Bù lại thì anh đến với mọi người bằng một cái năng lượng tích cực. Thì em nghĩ đó là điều vui thôi. Và em nghĩ là đó là điều nên làm. Để cho nó ngủ yên. Dạ em chào chị. Chào chị.
Chào mọi người. Hôm nay là chị sẽ hướng dẫn cho mọi người về cái quy trình của bộ phận buồn phòng như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ thực tập quy trình làm phòng khách ở. Hy vọng mọi người sẽ nắm bắt. Đây là một cái quy trình làm phòng khách ở. Việc đầu tiên, mọi người nên chú ý về cái bảng làm phòng này. Nếu như cái một cái phòng đến một cái phòng khách ở thì tụi em lưu ý người ta treo cái bảng cấm làm phiền này thì không, mình không nên làm. Và cái phòng này, bảng xanh này là cái phòng là yêu cầu làm phòng ha. Em lưu ý vấn đề này. Trước khi mà mình gọi vô làm phòng thì mời hai em gõ cửa theo quy trình. How it's been. Sau đó là mình mở hé hé ra, mà khách đang ngủ thì mình nhẹ nhàng đóng cửa và rút ra đi qua phòng khác làm, chứ không làm phiền khách. Rồi không có khách thì mình tiến hành là mang dụng cụ vô làm phòng. Mời mấy em vô trong phòng để chị hướng dẫn. Nghe qua thì cứ nghĩ đây là công việc đơn giản, nhưng phải mất đến cả tiếng đồng hồ, các thành viên mới học được những bước cơ bản đầu tiên của công việc bộ phận buồn phòng. Phải chứng kiến tận mắt mới thấy công việc này cần nhiều sự tỉ mỉ, cẩn thận và kiên nhẫn đến mức nào. Cái nghề làm phòng này á, chỉ có yêu nghề mới làm được cái nghề làm phòng này. Thì như mọi người thì đi du lịch á, thì mấy em thấy là công việc dọn phòng rất là đơn giản. Vô các em ở á, là các em nghĩ là nhân viên làm phòng đơn giản, các em không thấy cái cảnh mà làm như thế nào. Các bạn phải làm chịu rất là áp lực, nhân viên làm phòng rất là áp lực. Nhân viên làm phòng mà đòi hỏi phải thật thà nè. Để tuyển vô một nhân viên làm phòng không phải là mình muốn tuyển như thế nào cũng được. Thứ nhất là người đó có cái tố chất kỹ lưỡng, thật thà, tính trung thực là đòi hỏi là cao nhất. Cái điểm thứ hai nữa là một nhân viên buồn phòng phải tỉ mỉ, chịu khó. Các bạn không chịu khó, không tỉ mỉ không bao giờ làm phòng được. Và cái thứ ba nữa, các bạn phải chịu áp lực được thì các bạn mới làm phòng được. Bởi vì có nhiều khi em thấy đơn giản nha, nhiều khi á tự nhiên vô đang làm gì á, lát khách báo mắc đồ, coi như là thót tim. Mình rất là thót tim khi mà khách báo mắc đồ, cho dù mình không lấy nhưng mà phải lo cái tài sản của khách mà em. Mình là người quản gia, mình giữ tài sản của khách mà. Nếu mà các bạn nào không chịu áp lực bên buồng phòng không làm được. Nghe xong thấy thương mấy chị giọng đó. Các em á chị làm trải nghiệm rồi, các em mới thương những nhân viên làm phòng. Có nhiều vậy nghĩ là nhân viên làm phòng nghĩ là như là ô sin. Nhưng mà ở đây á, chị nói nhân viên buồng phòng á, thật sự mà nói á, thì nhân viên buồng phòng á là giống như là một cái người mà ra các em du lịch á, vừa bảo vệ tài sản mà vừa làm cho cái phòng nó sạch, cho em ở cho thoải mái thì rất là cực. Thành cho nên á là mọi người hãy cố gắng mà hiểu được cái công việc của nhân viên buồng phòng như thế nào. Bây giờ là tới phiên là bắt các bạn thành viên sẽ thực tập công việc của mình. Sau những cái gì mình đã được training qua thì có hai phòng các bạn phải làm, và các bạn chia ra làm hai nhóm, một nhóm nam và một nhóm nữ. Mấy bạn nhóm nam sẽ làm cho phòng cho mấy bạn nhóm nữ, và ngược lại bạn nữ sẽ làm phòng cho bạn nhóm nam. Chúng ta sẽ được chạy lên tàu sắp xếp lại cái bra đồ á chị. Không để riêng cái là khu một nắng hay đúng rồi em riêng, đúng không chị? Thì em vô dạ. Nam á mình phải vô mình làm phòng, ví dụ như nhân viên nam làm phòng thì dạ, mình vô phòng phải rồi. Như vậy thôi, mình phải thấy được cái tính cách của mọi người đúng rồi chị. Dù ở dơ sao là đúng rồi ra liền. Nhìn qua phòng nữ người ta có thể hiểu vì sao các cô gái có vẻ lo lắng. Dù sao thì cũng đã nhận nhiệm vụ nên các thành viên vẫn phải bắt đầu công việc của mình. How keeping? Housekeeping. How keeping? Bây giờ chị với lại chân nhỏ làm giường đi. Dạ. Xong em... rồi em chùi sơ đi.
em chùa ha. Xong mình sau đó mình tính cái nhà vệ sinh sau. Ờ, cái này ở dưới đây đi. Lỡ gì? Không sao, không sao. Quay ngược lại, quay ngược lại. Bây giờ vậy nè, chia ra mỗi người một khu đi. Hai người dọn đây, hai em dọn cổng xong rồi thời sau ai xuống. Ừ, chứ kiểu như này dọn là cũng như không à. Ờ, em thấy bước vô đây thì cũng hơi bự bự một xíu. Cũng không đến nỗi là bự lắm. Nhưng mà con trai vậy là cũng được rồi. Dạ, vậy thôi. Khi mà bước chân vào phòng các bạn nam á, thì thấy cũng hơi bẩn một chút xíu. Thật ra cũng không có dơ lắm. Thấy cũng được. À, mình thích con trai sinh hoạt cái kiểu đồ đạc có thể để thoải mái, nhưng mà kiểu ngăn nắp một tí là được, chứ không cần phải quá ngăn nắp kiểu như sắp các thứ ngay ngắn quá. Đây mấy em sao rồi? Dạ chắc là ổn. Chắc là ổn. Nhưng mà chắc chắn là không sạch được giống như tặng chị làm rồi. Như chị. Đúng rồi, một nhân viên là một tháng thì mới họp hết toàn bộ các phòng ở trong phòng này. Mấy em là mới vừa ra cũng giỡn. Dạ. Cảm ơn chị. Cố gắng. Có được để dưới nhỉ? Có đồ ăn ở trên này làm nào nhỉ? Phòng này đầu tiên bước vô mình thấy một cái phản cảm rất là lớn, bởi vì mình thấy một bịch khoai tây chiên trên ngay giường ngủ của các cô gái và mình không hiểu đó là như thế nào, nhưng mà mình thấy một điều rất là phản cảm bởi vì con gái mà ăn mà đem lên tới trên giường ăn. À, bên cạnh đó khi mà mình dọn kế bên giường ngủ thì mình thấy được là có một sắp, một cuốn sổ để dành vẽ và những cây viết chì, khiến mình liên tưởng tới hôm qua Ngân có chia sẻ. Thì đó là một chút có thể nói gọi là động lại một chút suy nghĩ của mình về cô bé này. Lúc đầu tiên bước vào thì mình cũng giống như anh Duy. Khi mà lật gối lên thì thấy một bịch khoai tây chiên. Thì cũng không biết bịch khoai tây chiên ấy mục đích nó là cái gì. Nhưng mà thực sự thì mọi thứ trong phòng khá là gọn gàng, cũng không có gì là bừa bộn cả mọi thứ. Ôi giời. Như thế này mà em nói không bừa bộn mà. Ôi. Đối với mình thì Em thật là em thấy dọn dẹp cũng khá là dễ dàng, không có khó khăn gì mấy. Đúng là không khó khăn gì, nhưng mà thật ra thì nó cũng khá bừa bộn đấy em ạ. Hay là tại em bừa bộn quen rồi thì em... Ê, cái đó biết quấn không? Biết luôn. Biết quấn không? Biết luôn. Ừ, đúng rồi, chính xác. Xong rồi, bằng quen. Anh lấy khăn nào lau ấy? Khăn này mình nhớ thôi, một khăn thôi, một khăn này để anh lau thôi, em đừng lau. Rồi, gập nha. Gắp xuống chừa 30 cm. Đây có cái nếp sẵn này. Bên kia của anh dài không? Đẹp bên của bên này. Đây hơi dài. Kéo lên em, bớt. Rồi. Rồi. Oh. Rồi. Nhiều phụ kiện ha. Ở trên thì gọn gàng, còn ở dưới thì hơi bề bộn xí. Mình thấy là khi mà mặc về mà đồ dơ mà quăng vô như vậy thì mình thấy cô gái này cũng hơi bề bối xí. Bề bối hay bừa bộn. Và cô gái này cũng hơi bừa bộn tí xíu. Mình có thể bừa bộn nhưng mà không bao giờ đồ dơ mà đồ sạch mà mình có thể để chung như vậy được. Em cũng có suy nghĩ giống anh Duy. Đồ dơ thì không nên để mình có thể quăng đồ dơ tứ tung, nhưng đồ dơ thì không bao giờ để chung với đồ sạch được.
Em biết sếp này không? Đây. Tại vì sếp em biết sếp, nhưng sếp này nó khó lắm. Cái khăn đâu anh? Wow. Khi mới bước vào căn phòng thì thấy đồ cũng hơi bề bộn một chút xíu. Em thấy thì bề bộn hơn phòng Nam, tại vì là các bạn nữ thì khá là nhiều phụ tùng. Rồi đi ra. Cầm sắp 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 đi đâu rồi. Cái thẻ phòng của ta để trên cái bàn đây. Được rồi, cái này đâu không? Mọi người sao rồi ta? Nè ta ơi. Mọi người sao rồi ta? Sao rồi ta? Oh, wow. Ủa? Đang dọn nhà hả mọi người? Wow. Trời, gấp cái đầm của tôi kìa trời. Ai gấp cưng quá vậy? Ai gấp cái cưng kìa? Đâu mình thường thường là khách mình sẽ ngồi mình coi người ta dọn vòng đúng không? Dễ thương ghê chưa? Đẩy vali lại cho tôi. Ủa đẩy là gì vậy? Ủa đẩy vali của mình lại là cũng phải xúc 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 từng lại đó. Ủa chết cha. Dễ thương quá. Dễ thương. Trời ơi. Mấy bạn chưa làm xong đúng không anh? Chưa làm xong. Chưa làm xong. Tại vì còn phải làm nhiều thứ nữa. Vậy có hai người mà phòng to quá trời. Mà tội nghiệp thiệt. Mấy bạn làm cũng nhanh. Ai sếp? Anh sếp hả? Yeah. Sếp đúng không? Mới giờ vô tôi nhìn đồng tôi mắc cười rồi. Xem ra câu hỏi của Bích Trân đã làm Hùng lúng túng đến không nói được gì. Em biết sếp này không? Đây. Tại vì sếp em biết sếp, nhưng sếp này nó khó lắm. Thì trong bốn bạn nữ, mình thì mình cảm thấy ấn tượng nhất là với chị Trân. Nhưng mà để mình nói đến tính cách của chị là rất là trưởng thành. Nếu mà để hẹn mà nói chuyện riêng tư thì chắc chắn mình sẽ vẫn chọn là chị Trân. Tại vì mình có ấn tượng nhiều nhất. Cái phòng này nó bự hơn mấy cái phòng kia, em hiểu không? Tụi anh phải thiệt thòi hơn. Ok nha anh. Bác thằng lên áo nhìn giống như tụi anh. Wow, hiện lành quá nè. Ngoài. Ok. Hồi nãy anh có thấy là ở nhà vệ sinh nó có bánh. Nên là mai mốt là mình đi vệ sinh hay gì đó, những cái thức ăn của mình đó mình đừng có để ở đó, em hiểu không? Không phải đâu. Và thực chất là anh thấy không có. Nhưng mà em tính chính lại là cái đó phải là nó bị bung ra thôi. Nó bị bung ra thôi, em mua vào quăng như vậy. Ủa, hên đó nha, quăng đồ ăn hả? Nãy giờ em tưởng mình bỏ đồ ăn đóng tiền. Vậy hả? Em có được có đồ ăn. Em đẹp nghe ngô bình sinh nhật. Em tưởng đồ ăn thiệt á hả? Ủa, đó là đồ ăn hay là cái kia? Kia. Là kia hả? Hả? Bây giờ chị mới cười em. Ủa chứ mình đem bánh ở trong đó ăn hồi nào em? Trời em nhớ là em có đem một cái hộp. Em có đem bánh cho chúng ăn hả? Không, em có đem một cái hộp. Em để ngoài đây. Em tưởng em bỏ ông giỏng. Trời ơi. Không, anh đem ra đó em. Ủa anh? Anh đem ra luôn đó. Sau khi các bạn làm xong, chị kiểm tra một vòng thì chị thấy Phong với Hùng là làm rất là tốt, tỉ mỉ. Chị cho điểm 10. Yeah. Thôi bây giờ mình qua phòng tiếp theo ha. Rồi, phòng này á, sau khi chị kiểm tra thì chị cũng khen, rất là khen ngợi hai bạn nam bên đây. Làm rất là chỉnh chu. Nhưng mà có một điểm nữa là không bằng cái phòng kia. Theo cái sự quan sát của chị thì tụi em chỉ còn một chút xíu nữa là bằng hai bạn bên kia. Thì chị sẽ cho tụi em 9 điểm rưỡi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau xuống dưới phòng của bạn nam, xem bạn nữ, các bạn nữ ở đây làm như thế nào. Bây giờ chúng ta đi xuống khám phá. Sau khi chị kiểm tra một vòng thì chị thấy là các bạn nữ
tuy là làm không bằng các bạn nam nhưng mà rất là cố gắng. các bạn nữ rất là cố gắng. Dạ. Làm rất là cố gắng, làm rất là nhanh, chính chu, thời gian là nhanh hơn mấy bạn nam. Nhưng mà tuy nhiên thì có những cái nó còn hơi thiếu sót, chị cho mấy em 9 điểm. Đây là hai bạn làm chiến thắng trong ngày hôm nay, được quý vị. Phần chấm điểm đã xong, nhưng hình như có người còn chưa hài lòng. Mọi người ơi. Nè, con gái dọn phòng, có thể những cái chuyện nặng á là không được thì không nói, mà cái này nè, đó, ha, rác mà cũng còn như vậy nữa là không chấp nhận được. Ha, ok. Mọi người ơi, em ý nó đâu ra? Chưa hết mọi người. Đây. Mọi người hãy coi giùm tôi. Đó. Cô đã nói là không được đặt lấy đồ của khách hàng để những vị trí mà không đúng. Chỉ đúng là không? Đặt vị trí nhưng mà nó không đẹp một tí. Nó ở dưới nhưng mà đặt lên. Rồi đây nữa. Trong cái phần thực phẩm chúng tôi không có mì tôm. Không có bột mì tôm ở trong đây. Phải nói anh đi. Giải thích thì lên phường gần nhất ở đây. Ở trên đó ta có giấy viết đã ghi lại ha. Ok. Không dám không dám đâu. Đây là bột mì tôm để dành chấm cốc chấm ổi mà để không dám không dám. Em ơi, vậy thì bây giờ em phải giữ đi lên phòng em tới chấm. Anh thấy em hơi nhạt rồi, đúng không? Mình mua. Đi ra đi. Rồi, nói chung là thật ra thì nó nói vui như vậy thôi. Chứ thật ra các bạn nữ khi mà chúng tôi bước vô phòng chúng tôi cũng rất là hồi hộp. Nhưng mà khi mà bước vô phòng là sự hồi hộp của chúng tôi là đúng. Nói chung là cũng cảm ơn các bạn nữ rất nhiều. Và câu cuối cùng tôi muốn nói là các bạn 9 điểm là đúng rồi đó. Đi về. Trời ơi. Giữ đúng lời hứa, Phong đã đến gia nhập cùng các bạn khi trời còn chưa kịp sáng. Và khi Phong đến thì không khí cả nhóm trở nên rộn ràng hơn hẳn. Mọi người đã nhận ra Phong và Minh Trân có điểm chung với nhau. Hùng không giấu được vẻ bối rối trước mặt Bích Trân. Tình cảm của các thành viên sẽ tiến triển đến đâu? Mời các bạn đón xem tập tiếp theo.